nhà thân yêu, trời ơi 8 giờ đây, đúng đến hẹn lại lên, đến hẹn lại lên đây. Trời ơi mọi người ơi, ai nhìn thấy em Hường xin hãy thả like, thả tim và chia sẻ cho em nhiệt tình nào. Điện mẹ bật hết lên chưa con nhỉ? Rồi ạ. Bật hết lên rồi, sao mẹ thấy hôm nay tối thế nhỉ? Mọi người ơi, điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà với giá 0 đồng nào, chia sẻ cho em Hường nhá. Em ơi chia sẻ cho chị, em ơi chia sẻ. Rồi mọi người ơi, ai nhìn thấy em Hường xin hãy thả like, thả tim và chia sẻ cho em Hường thật nhiều nào. Buổi tối vui.
vấn về răng, răng khớp khểnh, răng nhiễm tê tác, môi miệng viêm lợi, tụt lợi, mòn cổ chân răng, hay có bất kể một vấn đề gì về bộ răng của mình chưa được hài lòng cũng như chưa được ưng ý, xin hãy liên hệ cho em Hường và inbox hoặc gọi thẳng số hotline 0977 115 888, cơ sở Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Em Hường rất vui được gặp lại tất cả các quý khách hàng tại nha khoa bên em Hường. Nhân đây xin thông báo với mọi người là thứ hai tuần sau, tức là ngày 15 tháng 3 dương lịch, em Hường có lịch ở Sài Gòn. Những cô chú anh chị nào muốn được đặt lịch ở Sài Gòn thì chúng ta đặt lịch liền nhá. Đấy, rồi lên 5.001 rồi mọi người ơi, chết thật rồi. Hôm nay các con cách chị ăn xoài ạ. Chị ăn xoài ạ. Hôm nay là rất là cố gắng và nhiệt tình, nhưng mà cuộc đời nó không như là mơ rồi. 5.002. Đấy, em Hường giữ lời hứa lắm cơ, để chờ xem nào, hay là hôm nay nó bị không nảy tương tác rồi, hay là thiếu thằng con của em nên view nó không lên rồi. Mặc đẹp thế này cơ mà. Đấy, 5.002 rồi, để trên 10.000 em mới nói. Nếu không thể lui sang tối mai nha, nhìn gia đình hạnh phúc quá, em cảm ơn chị yêu luôn. 5.003 rồi. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi, mẹ ơi. Thôi chết rồi, é rồi Hường ơi. Chúc em buổi tối vui vẻ, cảm ơn cả nhà. Lên 5.000 mấy rồi, áo quần lượt là thướt tha thế này mà hống có người cho em có 5.003 thôi thì lấy đâu ra năng lượng mà like đây. Các anh các chị ơi, chết rồi, ế rồi, 2.000 chia sẻ rồi chứ có ít gì đâu. Mà sao vì là hống có lên. Thôi em để đợi thằng con em nha. Hay là em để, anh ơi anh, mai con có đi học không anh? Mai có dỗ à? Ngày kia mai là thứ mấy anh? Mai thứ 6, thứ 7 là thì không có việc gì đúng không? Dỗ ở nhà mình. Đi học đi. Hả? Thì con vẫn đi học, con xinh, hôm nay con xinh vậy. Thế hôm nay con tự nhiên con xinh kỳ lạ vậy. Con như công chúa này. Cô chú thấy con xinh không? Hôm nay là con không, mẹ con không lên view là mẹ con sẽ dừng, mặc dù áo quần phẳng phiu. Mẹ con sẽ lùi lại thứ 7 nha cô chú nha. Phải 10.000 mẹ con mới nói, thấp hơn là mẹ con rừng. Ơi. Thế ạ? 5.007 không lên núi em Chí ơi, chắc là tại vì thiếu thằng con nhà em rồi. Em sẽ hẹn lại mọi người đúng tối thứ 7 nha, nhiệt tình nha. Lên là em rất nhiệt tình rồi, cái này không phải lỗi của anh chị vì đã mấy ngàn lượt chia sẻ rồi. Là cái này là có thể do là ngày hôm nay Facebook nó bóp, nên là chúng ta sẽ lùi lại. Hẹn mọi người vào đúng tối thứ 7 tuần này, em Hường sẽ hướng dẫn cho mọi người tiếp tục. Mặc dù đồ nghề đã được chuẩn bị sẵn sàng của anh em, không thiếu thứ gì rồi mọi người ạ. Đấy, thế nên là em Hường sẽ lui lại tối thứ 7. Tối thứ 7 thì view kiểu gì cũng cao hơn, đúng không ạ? Hẹn mọi người sang tối thứ 7 là em Hường sẽ gọi là live stream để chúc chị và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, để hướng dẫn mọi người cách điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà với giá 0 đồng, được chưa ạ? Là hẹn là tối thứ 7 nhá. Tại vì hôm nay là view không làm sao lên được. Mòn mỏi mỏi mòn mòn mỏi mỏi mòn. Thôi hay là em thử cho thêm 3 phút nữa xem cơ hội làm sao. Con bị hỏi. Ờ mẹ thương nhá. 20 giờ 14 phút rồi. Em Hường sẽ thử cố xem lên là 20 giờ 16 phút xem có lên nổi hay không. Nếu không lên thì thôi nhá. Dạ, tại vì em không hiểu làm sao. Em phải 10.000 thì em mới nói cô anh Chí ơi, ăn Chí à. Dễ thương quá em Hường ơi, em cảm ơn luôn. Những cô chú anh chị nào đang theo dõi like của em Hường muốn có hộ răng đẹp đây. Răng em đây. Đấy, trong lúc đợi chờ mọi người tranh thử chia sẻ đi. Răng của con cứng vàng luôn này cô chú ơi. Răng của con cứng vàng luôn. Đây, những cô chú nào đang theo dõi em Hường muốn có hộ răng thật đẹp như em Hường này. Đấy, thì liên hệ vào inbox nhá. Răng khớp khểnh, răng nhiễm tê ta, hôi miệng, viêm lợi, tụt lợi, mòn cổ chân răng, hay có bất kể một vấn đề gì về bộ răng của mình chưa được hài lòng, chưa được ưng ý, chỗ nào xấu, chỗ nào chưa đẹp, đến với em Hường xử lý hết, đẹp hết luôn, đúng chưa ạ? Đấy, đầu tư hẳn áo dài mặc đẹp như thế này mà không ai thèm xem. Đùa đấy, hôm nay chắc là do bóp tương tác. Em Hường xin phép kết thúc like tại đây nha, không lên nổi nên không để mất thời gian của mọi người. Không lên được 10.000 thì em Hường sẽ dừng và hẹn lại cho mọi người vào quảng cáo ké này, chặn luôn này. Em sẽ dừng và hẹn mọi người là đúng 8 giờ tối thứ 7 tuần này, em Hường sẽ like tiếp. Những cô chú anh chị nào đang theo dõi like này mà ở đầu cầu Sài Gòn muốn đến đặt lịch làm răng thì mọi người hãy đặt liền nhá. Sài Gòn là thứ hai tuần tới là em có mặt ở Sài Gòn rồi. Mình mới làm hôm qua mà thấy hiệu quả rõ rệt Hường ạ. Cảm ơn em. Đấy là em mới hướng dẫn chị được 1/3 chặng đường thôi.
chị mà nghe hết cái chặng đường đấy là chị tuyệt vời luôn. Em đảm bảo thật sự là làm xong ra đến cửa là đã thấy hiệu quả rồi, hiệu quả ngay lập tức rồi. Nhưng em thường bảo mọi người 5 đến 7 ngày, tức là đấy là thời gian vàng để an toàn cho em. Nhưng thật ra là chỉ cần 5 phút là đã có được một hơi thở thơm mát ngay tại chỗ luôn rồi. Đấy, nhưng ai mà đã làm theo ngày hôm qua thấy hiệu quả rồi thì mọi người cứ cho feedback lên để em Hường là lấy tinh thần nhá. Đọc được thấy mọi người comment là em thấy hiệu quả là em thấy vui rồi, đúng không ạ? Chả nhận được đồng nào nhưng mà niềm vui phơi phới. Niềm vui phơi phới anh chị ạ. Rồi em Hường chúc tất cả nhà của Facebook của em Hường luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Em Hường hẹn lại với mọi người là tối thứ bảy tuần này, 8 giờ tối thứ bảy tuần này. Em Hường sẽ hướng dẫn mọi người cách điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà phần 2. Hôm nọ mới là phần 1, em Hường sẽ hướng dẫn tiếp phần 2. Những ai chưa theo dõi thì bấm theo dõi Facebook em Hường nhanh, để đến ngày tối thứ bảy chúng ta sẽ được đồng hành cùng với em Hường xem hướng dẫn là không mất một đồng, một hào, một xu nào nhá. Còn những ai mà chưa chia sẻ thì mọi người hãy chia sẻ về tường ngay để được giữ tương tác nhá. Muốn làm đẹp lắm nhưng có tiềm đã, dạ rồi mình bị viêm lợi, ok kéo lại xem trước cái like tối hôm qua nhá, mình làm rồi thấy hiệu quả lắm Hường à, cảm ơn các chị luôn. Những ai mà chưa được làm theo thì mọi người bấm theo dõi em ơi, hiệu quả lắm, chị cảm ơn em nhiều, đúng. Vui quá. Vui quá. Đây gọi là thành quả các anh chị ạ, sau bao nhiêu ngày cực khổ nhận được những cái comment này em vui cực kỳ luôn. Mặc dù vừa hôm qua mà hôm nay đã thấy mọi người phản hồi hiệu quả, rất hiệu quả, cảm ơn em đấy. Trần Thị Hiên này này đấy. À, hiệu quả lắm cháu ơi, cảm ơn cô Phạm Ngọc Ngọc. Đấy gọi là chỉ 1 phần 3 chặng đường, còn 2 phần 3 nữa em Hường mà hướng dẫn nốt là ok. Mới làm theo cách của em đã thấy hiệu quả lắm rồi, cảm ơn Hường. Yeah, yeah, tự mình thưởng cho mình 1.000 trái tim. Yeah. À, hôm nào nghe Hường mệt, nghe Hường nói làm theo cách của em Hường hiệu quả lắm. Yeah. Các anh chị có năng lượng chưa, tích cực chưa? Rồi hãy nhớ thả like, thả tin và chia sẻ và về Facebook nha. Hẹn gặp lại mọi người đúng 8 giờ tối thứ bảy tuần này. Em Hường sẽ hướng dẫn nốt chúng ta phần còn lại, hiệu quả ngay vào luôn. Ê, cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Vui chưa, các anh chị thấy vui chưa? Đấy là hơn tất cả những lời mong đợi. Chị Bích Ngọc rất hiệu quả. Hường ơi, đấy, các chị là mỗi một cái chị feedback đây đã tiết kiệm được từ 2 đến 10 triệu đồng. Ví dụ về mà còn giới thiệu cho người nhà làm theo nữa là tiết kiệm được rất 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 nhiều tiền. Em cảm ơn các anh chị đã gọi là nói một lời cảm ơn lên đây là em cực kỳ vui. Miệng thấy sạch và xít xít lắm. Thấy chưa? Yeah. Mẹ ơi, mẹ. Mà để nói chuyện với cô chú đã. Hiệu quả thật đấy. Cảm ơn Vân Hoa làm theo hướng dẫn thấy hiệu quả rồi. Chị cảm ơn em nhiều. Yeah. Cảm ơn chị Ngọc Nguyễn. Chị khuyên Phạm, chị làm theo thấy hiệu quả hơn nhiều nè. Đấy mới chỉ là 1 phần 3 chặng đường đi thôi. Em hướng dẫn nốt 2 phần còn lại là nha khoa em ế khách liền luôn. Bởi vì sao? Vì các chị cũng biết hết chiêu rồi. Các chị làm hết ở nhà thì em làm sao có khách nữa. Em làm sao có tiền nữa. Chị thấy thơm sạch miệng hơn nhiều, vui quá đúng chưa? Thả tim cho em đi. Giờ còn tiếc tim gì nữa, thả tim cho em đi các chị ơi. Vui và cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi đọc được những cái feedback này, những cái comment này. Đây là đối rất hiệu quả em nhé. Cảm ơn chị Huệ Vũ. Đối với em đây gọi là hơn bất kể một món quà nào, hơn bất kể một sự thành công nào, gọi là hơn bất kể đồng tiền nào, không bao giờ so được đúng không ạ? Đối với em nhá, kiếm tiền là kiếm tiền mà cái gì giúp là giúp. Đấy, mà giúp là giúp cho tới nơi tới chốn, hiệu quả hơn nhiều rồi. Cảm ơn Liên Đông nha. Mình đã đánh răng theo cách của bạn thật tuyệt vời. Cảm ơn nha Khoa Hàng Hường rất nhiều. Em đảm bảo với các chị là nhiều khi bác sĩ chuyên khoa cũng sẽ không biết được những cái này đâu. Đây là những cái bí quyết, giống như là em phải pha trộn vừa là dược sĩ, vừa là nha sĩ, trộn hai cái vào thành một, và vừa cả là những cái bí quyết gia truyền của những khách hàng đã đến em mua thuốc xong rồi các cô chú anh chị mọi người chia sẻ, em cộng trừ nhân chia, em xào xáo, em nấu thành một cái món mà em là giới thiệu cho mọi người làm, hiệu quả. Cảm ơn em, chào, cảm ơn chị Phương Sơn nhé, cảm ơn chị Hường đấm lùn sơ ca này, cảm ơn em nhiều, công đức vô lượng, hiệu quả dạ rõ ràng luôn. Cảm ơn chị Dung Nguyễn, chị Bích Ngọc đã làm theo sạch răng cả ngày luôn, sạch cả ngày luôn. Em đảm bảo một ngày hôm sau thấy miệng tự tin, giống như là hơi thở của mình nó không còn một chút mùi nào luôn đấy các chị ạ. Cảm ơn Hường làm như em Hường rất hiệu quả. Hôm qua Hường nói chị làm theo luôn thấy hiệu quả luôn ngay lần đầu. Cảm ơn em nhiều. Yeah. Vui nhờ, ai mà bảo là không có hiệu quả đến đây em làm cho bằng hiệu quả nhá. Dạ, cảm ơn em nhiều lắm, hiệu quả lắm cháu à. Cảm ơn cháu, con cảm ơn cô. Miệng thấy kêu xít xít luôn, cảm ơn em nè, sướng chưa? Vui lắm, hiệu quả lắm rồi. Thế nên là thay lời cảm ơn em, thấy mọi bài viết, mọi bài đăng của em Hường, dù quảng cáo răng hay quảng cáo cái gì thì hãy nhớ thả like, thả tim và chia sẻ cho em Hường thay việc nói lời cảm ơn nhá. Bởi vì em Hường đã giúp các anh chị tiết kiệm được rất nhiều tiền. Mỗi một người sẽ ít nhất hiệu quả là đã giảm được 2 đến 10 triệu đồng. Đấy, chị đánh răng theo cách của em sạch hơn nhiều, đúng. Đấy là em mới chỉ hướng dẫn cho mọi người 1 phần 3 chặng đường thôi. Mỗi một khách là em mất 2 triệu, 10 khách 20 triệu, 100 khách 200 triệu. Cái video hôm qua em xem là hơn 1 triệu lượt xem rồi. Mỗi một người 2 triệu, mọi người nhân 10 người 2 triệu, 100 người 2
200 triệu, 1.000 người là hết 2 tỷ, 10.000 người 20 tỷ, 1 triệu người là cái gì đấy, em nhân ra là em mất 2.000 tỷ rồi. Coi như là thôi pha này để em giới thiệu các anh chị xong là phòng khám nha khoa bọn em ế khách luôn. Bởi vì các anh chị tự nhà làm được thì cần gì đến nha khoa, đúng không ạ? Thế nên là các anh chị phải chia sẻ cho em để em bớt vát, để em kiếm tí khách. Hiệu quả lắm luôn, cảm ơn chị Hoài Thương, cảm ơn chị Hà Nguyễn. Đấy, chị tươi hò hiệu quả quá, cảm ơn, thấy chưa ạ? Yeah, vui quá. Mẹ ơi cho mẹ. Đây, cô chú ơi, mẹ ơi sao mẹ nói to thế? Mẹ nói to con có sợ không? Con điếc hết cả tai rồi. Con với cả, mẹ ơi sao mẹ nói to thế? Con điếc hết cả tai, mẹ vui quá, mẹ nói to. Mình làm như Hường sạch lắm, cảm ơn Hường, cảm ơn chị luôn. Đấy, dạ tuyệt vời lắm em ơi. Đấy, các chị đấy sướng không, vui không ạ? Đấy các chị ơi, đây đối với em đây là một món quà tinh thần, một món quà cực kỳ cảm thấy vui và hạnh phúc. Các anh chị xin đừng quên em, đừng thấy em hướng dẫn hiệu quả rồi xong là quên em luôn nha. Rồi sau này ai có anh em gia đình họ hàng bạn bè người thân hoặc chính các chị có nhu cầu về răng thì hãy đến với em. Tại vì cái phần 2 và phần 3 em hướng dẫn mọi người sẽ hiệu quả đối với cả những ai đã từng làm răng sứ rồi ở nơi khác mà vẫn bị hôi miệng, em sẽ hướng dẫn cách để chúng ta xử lý luôn. Em đảm bảo luôn nha, khoa khác sẽ không biết để hướng dẫn cho anh chị đâu, em hướng dẫn chùa luôn. Đúng không ạ? Hẹn mọi người đúng tối thứ 7, bấm theo dõi Facebook em Hường thật nhanh. Cảm ơn Hường, hiệu quả lắm, răng sạch kinh kít luôn. Các chị thấy không ạ? Thành công vang dội hơn cả một sự mong đợi luôn. Không có một cái ngòi bút nào, không có một cái sự thật nào nó có thể là trả lời bằng đây. Đấy, em tuyệt vời quá, chị muốn về em làm mấy cái răng mà Covid chưa có tiền để về em. Hiệu quả lắm Hường ơi, chị cảm ơn em nhiều. Đinh Thị Thanh Hà, sướng không ạ? Hiệu quả rõ, chảy máu chân răng đỏ nhòm. Đấy, thấy chưa? Chảy máu chân răng đó là do là các chị viêm lợi. Tôi cảm giác mệt rồi. Nếu thấy Hoàng Hường có năng lượng tốt, nói suốt ngày không mệt. Chị đã làm theo cách của em, rất hiệu quả. Cảm ơn em nhiều, chúc em và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị Duyên Vũ, vừa hôm qua mà đã thấy ok luôn đúng không ạ? Cả nhà chị hôm nay đánh răng như em bảo luôn. Các chị ạ, đánh răng mới đầu đánh theo cách của em là bị chảy máu đấy nhá. Nó sẽ chảy máu 3 đến 5 ngày, nó sẽ tự hết. Khi nào hết chảy máu đó là hết viêm lợi. Đừng sợ, càng chảy càng đánh cho em. Thôi để thứ 7 em sẽ hướng dẫn nốt. Nhớ chưa ạ, nếu chảy máu không được sợ đánh tiếp. Hiệu quả rõ rệt, cảm ơn chị Hường, sướng chưa? Yeah, yeah, hiệu quả lắm luôn, cháu Hường tốt quá. Con cảm ơn Vũ Thị Chuyên ạ. Thích nghe chị Hường nói, cảm ơn Hường nhiều. Cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn chị Phạm Thị Thanh Phạm nhá. Cảm ơn em trời phù hộ cho em sức khỏe nhiều. Cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Các chị hãy nhớ thả like, thả tim thay một lời cảm ơn cho em. Các chị mà đi chữa các chị phải mất tiền, có mất thời gian đi, em hướng dẫn chả mất đồng nào. Chả mất đồng nào. Đấy, người thật việc thật, em thật tuyệt vời. Cảm ơn luôn ạ. Tiếc quá không xem được Hường ơi. Chị kéo lại cái like ngày hôm qua đi vào tường em chia sẻ đi rồi sẽ xem được, không chia sẻ là không xem được nhá. Tuyệt vời lắm em ơi, mẹ bé vui tính quá. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Thật sự luôn là buổi tối hôm nay em không có thể hướng dẫn được cho các chị tiếp phần 2, phần 3 vì lý do là view thấp, view dưới 10.000 người là em sẽ không hướng dẫn. Đấy, vì view thấp nên là mình muốn là cái công sức của mình, cái năng lượng của mình nói nhiều người nghe được, nhiều người làm theo. Đúng rồi, chị cũng đánh bị chảy máu chân răng, chị không sợ, đánh chảy chị cứ đánh tiếp cho em nhá. Sáng nay anh cũng đánh theo cách của Hường, chảy máu và dịch hôi rất hiệu quả. Chảy máu không được sợ, đánh tiếp, cứ đánh cho máu chảy nhổ hết ra cho em. Sau khi là từ 5 đến 7 ngày đánh sẽ không thấy còn chảy máu nữa, đó là hết viêm nhá. Đánh răng như chị sạch đỡ hôi thật vì em bị chảy máu chân răng. Yeah, thấy chưa? Yeah, yeah, yeah. Tự gọi là vui. Cảm ơn thật sự các chị nhìn em và các chị biết hôm nay em thấy rất là vui và hạnh phúc. Đối với em đây là một món quà tinh thần. Mong bao giờ hết Covid để về em Hường làm răng, em sẽ đợi chị luôn, chị Ánh Hồng. Dạ, cảm ơn cháu nhiều, hiệu quả thật, cô cũng bị chảy máu. Thật sự cái này rất hiệu quả. Mà em nói thật luôn, không có bác sĩ nào biết đâu. Như mọi người đấy, không phải là em tự ngão, tại vì em đã từng hướng dẫn mọi người là 2 năm trước rồi. Hàng trăm ngàn người làm và hiệu quả rồi. Chả qua là mọi người có thể, những người mới đây là không được xem cái like đấy, mọi người không biết. Thế nên là hiệu quả lắm, cháu có trái tim nhân hậu, con cảm ơn cô. Đây là thay là một món quà em dành tặng cho tất cả các anh chị đã xem like của ngày hôm qua. Chúc cho các anh chị có một hơi thở thật thơm mát, thật tự tin. Và xin đừng quên em nhá. Nếu đời có dông bão, có gì đó ập đến em thì xin hãy luôn ở bên cạnh bảo vệ em nhá. Chị đánh rồi sạch lắm đấy. Dạ, chị Lê Phước ơi, inbox cho em đi. Dạ, sạch lắm Hường ơi, chị cảm ơn em thật nhiều. Thật sự là có hiệu quả, không có em chị không biết cách. Dạ, đúng. Tất cả những anh chị đang theo dõi, chị đánh theo cách của em. Sạch lắm nhưng chảy máu không được sợ. Chảy máu đó là đang hiệu quả, nhớ chưa? Chảy máu càng chảy càng đánh. Đáng ra đến đoạn phần 2 em sẽ hướng dẫn với các anh chị cái phần chảy máu. Nhưng mà tại vì là hôm qua là bị gọi là đã hết pin nên không hướng dẫn được. Nên em sẽ dành lại cái phần này thứ 7 em sẽ hướng dẫn. Vì hôm nay view thấp nên em không hướng dẫn, được chưa ạ? Càng chảy máu càng đánh không được sợ. Và cứ đánh như cách em hướng dẫn đấy nha. Ngày 2 đến 3 lần, được chưa em? Cái video sau em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đánh nha. Nếu chảy không được sợ cứ đánh tiếp cho em. Rồi đến khi nào mà không chảy máu nữa là chúc mừng các anh chị đã hết viêm lợi. Và các anh chị đánh trong những ngày đầu lợi sẽ bị đau.
đau không được sợ, đau cứ đánh cho em, đánh yên tâm đi, chảy máu cứ đánh cho em, đau cứ đánh cho em, yên tâm đánh không chết đâu nhá. Nhưng chắc chắn với mọi người, ai nhanh thì là ngay một ngày đầu tiên sẽ thấy hiệu quả, còn ai chậm thì 3 đến 5 ngày, ai chậm lắm thì 7 ngày sẽ có hiệu quả. Ai không hiệu quả chặt đầu em đi, thật sự luôn, chắc chắn là có hiệu quả. Em thật luôn, chả có một cái loại thuốc nào trên đời này, chả có một cái chủ của phòng khám thẩm mỹ nào trên đời này dám như em ngồi hướng dẫn cho là mất luôn cả nghề nghiệp. Thật luôn, em hướng dẫn như thế này em mất nghề luôn. Bởi vì sao? Các chị làm nhà hiệu quả quá rồi, ai đến em làm răng nữa, thế là em ế. Thế là em ế, đúng không ạ? Chị không xem được cách em ơi, chị rất yêu mến em rồi, xem lại ngoài hôm qua, chị đánh theo cách của em mừng sạch lắm, cảm ơn em nhiều. Yeah, vui quá, vui quá, vui quá. Dạ, e-bút làm thế nào? Hẹn thứ bảy em sẽ hướng dẫn e-bút nhá. Hiệu quả lắm chị à, hiệu quả thật đúng không ạ? Mọi người đánh ra sẽ thấy không ngờ miệng mình hôi như vậy. Và không ngờ là xưa nay mình đánh, mình cứ tưởng mình đánh sạch, hóa ra là mình đánh rất bẩn mà mình không hề biết. Tối qua làm theo em miệng hôi thật sự. Chị đánh răng theo cách của em cũng bị chảy máu chân răng, nhưng chị thấy sạch và hiệu quả. Chúc em gia đình tràn đầy năng lượng. Thật sự rất hiệu quả, chị đánh theo cách của em sạch lắm nhưng chảy máu, nhưng sạch lắm, các chị không phải sợ, càng chảy càng đánh. Và các chị sẽ nhổ cái nước bọt ra, nếu thấy mà máu chảy màu nâu, màu gì gì đó, thế là cứ đánh. Đánh bao giờ máu chị chuyển sang màu đỏ là ok, và khi nào về màu hồng thì tất là hiệu quả. Và đến khi nào chị đánh nó chai luôn cái lợi, chị đánh không còn cảm giác thấy đau và không chảy giọt máu nữa, đó là khi chị không còn viêm. Em thứ bảy em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để tự biết được mình có viêm hay không và làm như thế nào nhá. Làm theo em đúng hiệu quả rõ rệt. Các chị thấy làm gì trên đời này có một con chủ thẩm mỹ nào mà nó ngu như em, đúng không ạ? Ngồi hướng dẫn nhiệt tình xong là mất mẹ khách luôn. Mất mẹ khách luôn mà ngồi cười hô hố, cứ như là vừa được tiền ấy. Thứ bảy em sẽ hướng dẫn cho các chị, những ai đã từng làm răng sứ ở nơi khác mà bị viêm lợi hôi miệng, em sẽ hướng dẫn miễn phí cho các chị luôn, không cần phải đến nha khoa cũng khỏi, còn nếu mà là không khỏi nữa thì phải đến em ngừng làm lại đấy, bởi vì nó nặng quá rồi hoặc lỗi quá nặng nề rồi thì sẽ không thể được. Những cách em sẽ xử lý những cái pha mà làm lỗi ở nơi khác, các chị có thể là vẫn tự cứu vớt được linh hồn của mình, không cần phải đến em. Còn đến trường hợp nào mà không thể cứu vớt được nữa thì đành đến em. Dạ, hứa chụp chảo sản phẩm mà không thấy nàng ơi. Dạ, hôm nay lên để like để hướng dẫn tiếp đây này, mà chưa lên được 10.000 nên tụt lại hẹn thứ bảy nhá. Cảm ơn em nhiều, sạch lắm, khi nào hết Covid chị sẽ về em làm răng. Đừng, xin đừng quên em đấy, hướng dẫn cho các chị nhá, để các chị cầm cự ở nước ngoài dù mùa Covid hay cái gì, các chị vẫn có một hơi thở thơm mát và tự tin, thì khi hết Covid phải về với em nhá. Đừng có hết Covid lại thằng khác nó hot hay hơn lại quên em, thì em buồn, em cô đơn, em ngồi em khóc một cuộc tình. Rất hiệu quả, chúc gia đình luôn hạnh phúc thành công em nhé. Dạ, em đánh theo cách của chị hiệu quả lắm, cảm ơn chị nhiều. Sướng chưa, sướng chưa? Hôm qua hướng dẫn mà chị bận không xem được thì chị kéo lại đi, chị chưa xem được hướng dẫn lại và chỗ nào kéo vào giường xem lại ngày hôm qua. Em ơi, đánh theo cách của cháu thật sự rất hiệu quả, cô cảm ơn cháu nhiều. Con cảm ơn cô Hương Phấn, một lời cảm ơn của cô nó còn cho con bao nhiêu năng lượng, nó còn vui và hạnh phúc hơn là con vừa nhặt được tiền cô ạ. Nó còn sướng hơn là vừa ai cho con 10 tỷ, cô có biết không? Đấy, đối với con là hạnh phúc, coi như đó là em lợi bị sưng mà làm theo cách mà làm theo chị chảy máu giờ hết đau tuyệt vời lắm. Bị sưng đánh thẳng vào chỗ sưng cho em, đánh cho tét luôn cái chỗ sưng cho chảy máu hết cái chỗ sưng ra là hết nhá. Đấy rồi, ôi đến còn phần 2 và phần 3 mà hay cực kỳ, đánh có phần 1 mà đã hiệu quả như thế này rồi thì phần 2 với phần 3 thì tôi em ế khách luôn. Hiệu quả lắm Hường ơi, cảm ơn em nhiều, sướng chưa? Em mà hướng dẫn xong phần 2 với phần 3 các chị là thôi em ế khách luôn. Đấy, theo các chị là nên hướng dẫn nốt hay giữ nhỉ? Làm theo cách của chị hiệu quả thật, thật sự hiệu quả. Quỳnh Vũ này, đánh theo cách của chị hiệu quả hết chảy máu chân răng luôn. Đúng, tuyệt vời Hường ơi, cảm ơn Hường. Vừa hôm qua làm, vừa qua hướng dẫn nào hôm nay rồi, vừa qua trồng cây hôm nay đã hái quả rồi, các chị thấy vui không? Thế nên thấy mọi bài viết, mọi video, mọi cái status của em phải nhớ thả tim cho em để giữ tương tác nhá, không đến lúc là bị lạc mất nhau đấy. Là mọi người phải chia sẻ thả tim cho em Hường thật nhiều. Để hẹn mọi người đúng 8 giờ tối thứ bảy em Hường sẽ hướng dẫn cho mọi người tiếp phần 2 và phần 3. Hết Covid về Hường làm răng, ok chị Thu Hường. Muốn làm răng Hoàng Hường lắm mà chưa có cơ hội nè. Về nhanh đến em Hường làm, có hiệu quả thật em à. Đã bảo rồi không hiệu quả chặt đầu em đi. Em đã hướng dẫn cho rất là nhiều người rồi. Mỗi lần hướng dẫn xong là em ế khách luôn các anh chị ạ. Tại vì hiệu quả quá, mọi người tự nhà làm xong rồi cần gì đến em nữa. Thế là em lại ế. Duy đầu bạc ơi, anh phải để thành là Duy đầu bò nhá. Duy đầu bò, được chưa? Bình luận ngu si, cút luôn nhá. Biến, trẻ trâu. Mày đi mà làm bạn với họ. Tuyệt vời lắm Hường ơi. Hôm nay chị vào muộn, chị đánh theo cách của em dễ chịu hẳn. Cảm ơn em Hường nhé. Lê Thị Miên sướng không? Làm theo cách của em sạch quá, ok luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Các anh chị ơi, xin đừng quên em nhá. Đấy, em hướng dẫn cho các anh chị thật tuyệt vời rồi, thật hiệu quả rồi. Coi như việc đấy là giống như em tặng cho mỗi anh chị là 2 triệu đến 10 triệu đồng rồi đấy.
còn hơn cả là tiền luôn anh chị ạ. Cho anh chị sự tự tin, cho các anh chị đây có một chị này đây này. Mình có xem một live Hường hướng dẫn lâu rồi, rất có hiệu quả nhưng chưa về làm tăng được. Chị Nguyễn Thu Hải. Đúng không? Đấy, cái này em đã hướng dẫn mọi người cách đây 2 năm rồi. Em đã hướng dẫn mọi người cách đây 2 năm rồi, thế nên là em đã test được từ khách hàng, từ cái câu trả lời của mọi người em biết là hiệu quả mà. Chị theo dõi rồi, sao lại em like chị không biết nhỉ? Em không biết, chờ hết dịch em về đặt lịch. Cảm ơn nhá, đánh theo cách của cháu chảy máu nhưng sạch lắm. Chảy máu là vì bị viêm. Những ai viêm mới chảy máu, ai không viêm các chị đánh thoải mái không chảy máu đâu. Cứ đánh đi, bao giờ hết chảy máu là hết viêm nhá. Rồi em mong em hướng dẫn nốt đấy. Cảm ơn em nhiều, hiệu quả lắm. Trời ơi, Vũ Thị The sướng không? Sướng không các anh chị ơi? Đấy, vừa hôm qua hướng dẫn mà hôm nay hiệu quả. Đúng là trồng cây ngày em quả chưa có cái cây nào trồng nhanh như vậy luôn. Hôm qua chị xem rồi thực hành luôn, sáng dậy thấy hơi thở nhẹ nhàng, không có mùi đặc trưng như mọi sáng ngủ dậy. Chị cảm ơn em. Hôm qua đến giờ đánh 2 lần mà thấy chân răng thoáng nhẹ lắm. Các chị sẽ thấy cái miệng nhẹ bẫng luôn. Và sau cái hôm đấy là làm nha khoa của em ế khách luôn. Em cũng ế khách luôn vì em hướng dẫn các chị nhiệt tình quá. Em đánh răng như chị cách hướng dẫn hiệu quả chị à, cảm giác mồm sạch sẽ lắm chị. Cảm ơn chị. Trời ơi. Các anh chị ơi, đấy còn phần là gì? Tụt lợi và mòn cổ chân răng đang chuẩn bị hướng dẫn cho các anh chị đấy. Thế nên các anh chị phải chia sẻ cho em Hường thật nhiều. Chia sẻ để được là đồng hành cùng nhau nhá. Không đến lúc lại bị lạc mất nhau trong cuộc đời này thì lại không biết tìm nhau ở đâu đâu. Đấy, bí quyết là gia truyền có bao nhiêu là truyền hết cho các chị rồi. Chị cũng muốn về làm răng lắm mà mãi không hết dịch, Hường giỏi quá dạ. Nhưng không có lọ thuốc giống chị. Mọi người yên tâm, đến thứ bảy em sẽ tặng 100 phần quà cho những ai chia sẻ và tương tác nhiều nhất. Nên là mọi người hãy đợi đến thứ bảy nhá. Cảm ơn Hường hướng dẫn của cháu, cô yêu cháu nhiều lắm. Con cảm ơn cô. Được lời cảm ơn của các cô là con vui rồi, con vui lắm rồi. Mặc dù mỗi một lời cảm ơn là em dụng mất mấy triệu đấy. Với các chị làm nhà sạch sẽ quá rồi, đẹp rồi. Các chị đến em làm gì? Dạ. Dạ, Hồng Chu ơi, inbox đi. Chị ơi, em cũng đi làm răng giả nhưng bị sưng mủ chọc vào chảy máu nhiều lắm rồi. Đến thứ bảy chị sẽ hướng dẫn. Nếu không xử lý đến thứ bảy chị hướng dẫn. Nếu không ok nữa thì đến chị nhá. Dạ, tuyệt vời lắm Hường ơi. Hường ơi, thật là ngưỡng mộ em. Dạ, chị cách chị chỉ hiệu quả thật. Cảm ơn chị nha. Ok, Tấn Trang. Mong đến thứ bảy để được chị hướng dẫn. Đấy, các chị ơi, theo các chị em có nên là lòi nốt bí quyết chân kim này ra không? Em sợ là lôi hết bí quyết này ra thì các chị cần gì em nữa. Thật là hiệu quả, bé nhà chị làm theo dì Hường luôn, không cần nhắc và tự động đánh răng luôn. Chân thành cảm ơn em Hường, chúc Hường luôn vui vẻ và hạnh phúc. Yeah, sướng quá. Đấy, đấy là còn hơn cả là nhà Hường có bán thuốc an quỵ, câu cung trọng độc quỵ cũng có, nhà thuốc có ạ. Thần tượng em Hường luôn, cảm ơn Hường nhiều lắm, chị làm theo hướng dẫn của em hiệu quả. Rất bổ ích Hường ơi, làm như Hường chỉ dẫn bọn vi khuẩn ở chân răng. Nó kiện đó vì sạch quá vi khuẩn hết đồ ăn. Nhưng nhiều người cảm ơn Hường lắm vì có tâm quá. Sướng quá các chị ơi, này đúng là đánh không thấy chảy máu nhưng sạch lắm, cảm thấy nhẹ. Dạ, nếu mà có chảy máu là đang bị viêm là cứ đánh, không phải sợ hãi gì hết các anh chị nhá. Dạ, chúc chị Hường mạnh khỏe và thành công. Dạ, Hường ơi, chị muốn đặt lịch. Các chị ơi, ai muốn đặt lịch hoặc muốn tư vấn kỹ hơn về bộ răng của mình, xin hãy liên hệ cho em Hường vào inbox. Inbox là gì? Nhắn tin và riêng tư. Chị làm theo cách Hường đánh răng đợt trước, chị thấy hiệu quả, khỏi luôn viêm chân răng. Cảm ơn em nhiều nhiều. Chị mà làm theo từ đợt trước là phải cách đây năm mấy, 2 năm rồi đúng không chị yêu? Em đã bảo rồi, 2 năm trước em đã hướng dẫn rồi. Chỉ có những ai mà là mọi người mới theo dõi em thì mọi người không biết thôi. 2 năm trước em đã hướng dẫn được rất là nhiều người. Mẹ biết rồi, con mất trật tự quá, con đi ra kia mẹ nói chuyện với các bác tí. Được chưa? Đấy các anh chị ạ, không cần phải làm từ thiện đâu xa. Đây coi như một món quà tri ân để em nói lời cảm ơn với tất cả các cô chú anh chị. Mọi người đã gọi là đồng hành cùng với em Hường, kề vai sát cánh ở bên em trong suốt những quãng thời gian qua. Thì em cũng không thể nói là em có tiền có bạc để em tặng cho ai ai được, không thể đúng không các anh chị? Thì đây là coi như là em có một cái bí quyết riêng, em dành tặng cho tất cả những anh chị đang theo dõi cái live này. Và em khẳng định luôn, ngoài em Hường ra, kể cả bác sĩ, thạc sĩ, giáo sư hay bất kể chuyên khoa đầu ngành, không bao giờ có cái bài thuốc này đâu. Bởi vì đó là em pha trộn giữa dược sĩ và dân gian và bí quyết của những cả những khách hàng. Em đã có nhà thuốc, em hàng triệu khách hàng đến mua thuốc. Từng khách hàng đó và họ có những cái kinh nghiệm nhất định, họ chia sẻ cho em lồng vào cụp thành một bài và em chia sẻ cho mọi người. Đấy, nên không có một trường lớp nào đào tạo nào đâu. Cái này nó không theo một văn bản khoa học nào nhưng mà nó sẽ thật sự có hiệu quả các anh chị ạ. Hiệu quả lắm em ơi, rất thật tuyệt đúng không ạ? Vì sao? Vì ít nhiều em cũng có học, em là dược sĩ mà. Em là dược sĩ mà em chủ mấy chục cái nhà thuốc mà. Nên ít nhiều em sẽ có những cái kinh nghiệm thực tế từ khách hàng, từ những người đến mình. Vì là khách hàng của em là khách đến mua thuốc chữa bệnh, chứ không phải là khách hàng là bán hàng đa cấp mà bán thực phẩm chức năng linh tinh. Mà là em là thuốc để bán chữa bệnh. Nên ít nhiều em sẽ có những cái kinh nghiệm thực tế 13 năm trong cái nghề này. Và 10 năm làm chủ, 11 năm, 13 năm trong cái nghề dược, 11 năm làm chủ của hệ thống nhà thuốc. Đến ngày hôm nay thật sự em cảm thấy vui và hạnh phúc. Vì cuối cùng em đã gọi là gì nhỉ, ra được một cái bí quyết, một cái bài thuốc gia truyền. Đây phải gọi bài thuốc gia truyền Hoàng Hường.
để cuối cùng em dành tặng cho tất cả những anh chị theo dõi em. Đây là một cái món quà để em tri ân cho các anh chị, thay việc nói lời cảm ơn cái sự chân thành, yêu thương, yêu quý, tin tưởng, động viên và luôn ở bên cạnh em Hường trong suốt thời gian qua. Nói hay 100.000 lần mà không hiệu quả, không ai tin, đúng không ạ? Các anh chị đọc từng cái comment đấy thay cho từng cái feedback, và cái từng cái comment đấy nó thay cho việc đánh dấu cái uy tín thương hiệu của em Hường, thay cho lời cảm ơn đến với mọi người, thì em có cái kỷ niệm đấy xin dành tặng mọi người hãy mang theo suốt cuộc đời, không bao giờ cảm thấy là thừa và không bao giờ cảm thấy là vô ích. Cái việc này nó tuy nhỏ bé nhưng các anh chị sẽ mang theo bên mình coi như một bí quyết dắt lưng đến suốt cuộc đời, và mỗi một lần làm nó hãy nhớ đến em Hường, hãy nhắc tên cô Hường vào trong đầu, xin đừng quên em nha. Hàng xóm, anh em, gia đình, họ hàng, bạn bè, người thương, người tình, bồ bịch, người yêu cũ, người yêu mới, con cái, cháu chắc chút chít, gặp ai là cũng bảo vào thôi đến với Hường, và Hường hướng dẫn xong là có nhu cầu làm răng đến em nhá. Viêm lợi là thôi em hướng dẫn cho mọi người, thế là em mất nghề rồi, chỉ còn mỗi là răng sâu này, răng hỏng này, răng gãy này, răng mất này, hoặc thẩm mỹ hỏng nơi khác thì mới đến em thôi, có mỗi cái chiêu đấy là mất nghề rồi đấy. Bé nhà chị đánh răng xong thích quá, khoe mẹ ơi răng trắng không mẹ, thấy chưa đấy. Cảm ơn Hường nhé chị vừa, dạ cháu ơi quá tốt, dạ con mình mà bằng Huy nhà Hường tối qua cho xem live, sáng nay làm theo luôn, chiều đi học về khoe mẹ ơi trưa nay con cũng đánh răng giống cô kia hướng dẫn, vui ghê đấy. Cảm ơn Hường, mình đã làm và thấy rất ok. Hường ơi tốt quá rồi, rất hiệu quả, cảm ơn cháu nhé. Đấy chỉ là 1/3 chặng đường mọi người đi thôi, còn 2/3 còn lại là em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đấy là coi như là em trao đi một cái năng lượng tích cực, trao đi một món quà, đúng không ạ? Thay cho một lời cảm ơn mọi người đồng hành em trong suốt thời gian qua. Mọi người thấy không ạ? Quen em Hường không hề thiệt, chơi với em Hường không hề lãng phí một giây phút nào trong cuộc đời. Một giây nào ở bên em là một giây quý giá, một giây nào quen em là một giây có giá trị. Đấy, thế nên là cô chú anh chị hãy nhớ bấm theo dõi Facebook em Hường nha. Dạ, anh muốn làm răng liên hệ inbox cho em Hường đi ạ. Lời nói hay quá, vừa nghe vừa sạc điện, cẩn thận nó nổ đột cho phát lại thôi, xong tò te nhá. Dạ, cảm ơn em, chúc em an khang thịnh vượng. Dạ, Hường ơi giỏi quá, ngưỡng mộ em quá, Hường ơi cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, hôm qua mình không coi được like đấy, các chị ơi không coi được like đấy là phải tìm lại và chia sẻ về tường mới xem được. Các chị mà không chia sẻ về tường là không xem được đâu. Đấy, vì em ẩn đi rồi, chỉ những ai chia sẻ thì chỉ những người đó và bạn bè của người đó mới xem được thôi. Đấy, chị cho con trai chị, ủa ôi con ơi, chị cho con trai chị làm theo cách hướng dẫn, cháu bảo thích quá, hôm nay mẹ cứ bảo mẹ ơi xem cô Hường đi. Ôi, cô Hường gửi lời cảm ơn con trai nha, vui quá. Hường ơi đã giúp mọi người rồi, cảm ơn em cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Để dành giọng cả ngày để tối live tiếp với mọi người mà view bị thấp nên em giờ rời lại thứ bảy nhá. Chị đánh theo cách của em hướng dẫn tuyệt lắm. Đấy, sướng không các chị? Dạ có tâm với nghề và phúc hậu nữa em à. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị ơi lợi sưng lên thì làm thế nào? Dạ đấy, làm lại hướng dẫn ngày hôm qua. Bạn đang có bầu có làm răng được không? Dạ không, chờ hết có bầu thì làm răng nhá. À chờ đẻ xong Liên Thuyên đấy, hết có bầu. Tự nhiên hôm nay em vui quá, được các chị nói những cái lời đấy em vui, các chị thấy mặt em rạng ngời lên luôn không ạ? Nhìn em lại có năng lượng hạnh phúc luôn không? Đấy đấy, với em đấy đấy là món quà, là còn hơn cả tiền đấy các anh chị ạ. Đang có bé chảy máu chân răng, xem lại live hôm qua và làm theo nhá. Hường đã hướng dẫn mọi người từ 2 năm trước rồi. Chị cảm ơn em nhé, chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Đúng, em đã hướng dẫn từ 2 năm trước. Chẳng qua là những cái người không biết đó là vì là mới theo dõi em thôi. Còn ai đã theo dõi em từ 2 năm trước thì mọi người biết cái bài này em đã hướng dẫn cho mọi người rồi, đúng không ạ? Đấy là một món quà tri ân em dành tặng cho tất cả mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành ở bên em, không một giây nào lãng phí, và đã làm cho chúng ta là gì nhỉ, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đấy, em vui là em tỏ ra mặt luôn, mà em buồn là mặt em xị luôn Hướng đấy. Các chị thấy không, hôm nay là em cực kỳ vui các anh chị ạ, không một cái niềm vui nào hơn cái niềm vui này, mặc dù em biết là em hướng dẫn cho các anh chị xong là em bị mất khách. Vì các anh chị làm tốt quá, nhà hiệu quả quá, ai đến em làm gì, đúng không? Em bị mất khách nhưng em vẫn vui. Nè, bác rất hâm mộ cháu, con cảm ơn bác ạ, mới theo dõi chị nghe nói chuyện mà thấy chúc chị hãy thấy mê, chúc chị thành công, đánh theo cách của em Hường thích lắm. Cảm ơn chị Nhi Nhi nhá, cảm ơn tất cả các chị luôn. Các chị hãy nhớ là gì, tăng tên người thân mà chia sẻ để cho người thân phải làm theo, nếu không là gì, người thân là đi nha sĩ vừa tốn tiền vừa mất thời gian, đến với em Hường cũng tốn tiền mất thời gian, đúng không? Để nhưng mà các chị là gì, em đã hướng dẫn cho mọi người rồi, hiệu quả rồi, tốt rồi, phải bấm theo dõi Facebook em Hường đi, để sau này xin đừng quên em. Mai này có anh em gia đình họ hàng bạn bè người thân có nhu cầu thì giới thiệu với em nhá, trốn vợ chui vào phòng lên xem em lên hình đây. Vui quá, cháu nói lại cách chữa viêm lợi được không, con lại cô lẹo lôi lại cái like tối hôm qua dùm con nhá. Em hướng dẫn tiếp đi, vì view hôm nay thấp nên em xin rời lại tối thứ bảy. View phải trên 10.000 người xem trực tiếp em mới hướng dẫn cô, dưới 10.000 em không hướng dẫn. Đấy nên là mọi người thông cảm cho em, vì một cái buổi live em nói nó rất tốn năng lượng, thì em luôn muốn là cái công sức của mình nói làm sao mà cái người nghe người ta sẽ là thấu hiểu được hết, người ta giống như là
tiếp thu được hết luôn. Thôi em Hường xuống live đây, chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Em Hường hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ bảy nha. Ai cần tư vấn gì về răng, răng khớp khểnh, răng nhiễm theta, hôi miệng, viêm lợi, tụt lợi, mòn cổ chân răng, liên hệ vào inbox. Nhớ bấm theo dõi Facebook em Hường, muốn đặt lịch gọi số hotline 0977 115 888. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người.